Hàng chục nghìn sản phẩm bánh trung thu siêu rẻ với giá chỉ từ 2 đến 3.000 đồng một chiếc vừa bị Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra và thu giữ do không chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không hạn sử dụng, có nhãn mác chữ Trung Quốc. Sáng ngày 8 tháng 9, đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh hàng hóa tại đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bánh trung thu không chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không hạn sử dụng, có nhãn mác chữ Trung Quốc. Theo khai nhận của chủ cơ sở, toàn bộ lô hàng vi phạm tương đương gần 2.000 sản phẩm, gồm các loại bánh như là bánh trứng, bánh nướng, bánh dẻo được chủ cơ sở nhập về từ các nguồn trôi nổi trên thị trường. Các mẫu mã sản phẩm bánh ngọt, bánh trung thu có màu sắc sặc sỡ và hầu hết đều in nhãn mác chữ Trung Quốc trên bao bì. Có ngày sản xuất nhưng không có ngày hết hạn. Các sản phẩm này có giá nhập về siêu rẻ, chỉ 2 đến 3.000 đồng trên một chiếc. Trước đó, vào ngày 8 tháng 8, đội quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội thông tin. Lực lượng chức năng đã phát hiện, kiểm tra cơ sở chế biến nông sản Huyền Trang tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội và thu giữ lô hàng chứa số lượng lớn bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ. Theo khai nhận của chủ cơ sở này, toàn bộ lô hàng được nhập về tương đương với hơn 10.000 sản phẩm, gồm các loại bánh như là bánh ngọt, bánh trứng, bánh nướng, bánh dẻo. Với giá siêu rẻ, mỗi chiếc bánh trị giá từ 2 đến 3.000 đồng trên một chiếc. Chủ hàng là người Lào Cai hay là người Trung Quốc? Người Lào Cai, buôn qua là người Lào Cai. Mình nhập vào tại kho hàng gì đấy? Thế vận chuyển bằng phương tiện gì về đây? Em vận chuyển bằng xe ô tô, xe tải. Kiểu như xe người ta nên đủ hóa quán ở đấy, người ta trừ về cho mình. Kiểu như mùa này em đang rảnh, thì em muốn buôn thêm thôi. Chủ cơ sở này cho biết, đây là chuyến hàng thứ 3 trong vòng nửa tháng trở lại đây. Sản phẩm sau khi nhập về sẽ được giao bán công khai trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo để kiếm lời. Điều đáng nói là trên bao bì sản phẩm bánh không có thông tin về hạn sử dụng và đều mang nhãn mác Trung Quốc. Chúng tôi khẳng định là đây là cái bánh trung thu này, là cái bánh hàng hóa này là không có hóa đơn chứng từ mà cũng không có cái chứng nhận về an toàn thực phẩm đối với cả cái sản phẩm này. Cắt cái bánh ra thì ở trong thì có một loại thì nó dẻo, còn một loại thì nhân khoái môn, nhưng mà ở giữa là màu vàng, thì trông thì nó tưởng là quả trứng nhưng mà bẻ ra thì chả biết nó là có phải là trứng hay không. Theo một chuyên gia về an toàn thực phẩm cho biết, hiện có nhiều mẫu mã loại bánh trung thu giá siêu rẻ chưa qua kiểm định được bày bán trôi nổi trên thị trường. Để tránh mua phải hàng kém chất lượng, mất an toàn thực phẩm, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ trước khi mua về sử dụng, chuyên gia khuyến cáo.